Kính thưa các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp, tháng 6 năm 2021 thì Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn do Hội Hô hấp Việt Nam, Hội Hồi sức chống độc cấp cứu Việt Nam và Hội Hô hấp Hà Nội cùng xây dựng. Và hiện nay thì trong cái chuỗi hoạt động để cập nhật cái kiến thức về chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn thì chủ đề của chúng tôi trình bày hôm nay đó là cập nhật chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn ở bệnh nhân hồi sức hô hấp. Phần trình bày của tôi gồm có 5 phần. Thứ nhất là nấm phổi xâm lấn thường phát triển ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng, ví dụ như là giảm bệnh cầu hạt kéo dài. Đó là dạng kinh điển của nấm phổi xâm lấn đã được công nhận trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, nấm xâm nhập ở những bệnh nhân viêm phổi được coi là viêm phổi khó trị, viêm phổi bệnh viện do nấm thứ phát xảy ra ở những bệnh nhân ICU do cúm A, cúm H5N1, SARS-CoV-2, v.v. thì cũng khá là phổ biến. Nhưng việc chẩn đoán thì cực kỳ khó khăn. Bệnh nhân nặng siêu nhiễm nấm trong những trường hợp này thường không phải là bị suy giảm miễn dịch nặng. Và các căn nguyên thường gặp của nấm xâm lấn ở phổi đó là Aspergillus, Candida thì ít gặp hơn. Vâng, thì virus thì chúng ta cũng biết là khi virus thì làm tăng tính nhạy cảm của người bệnh đối với vi khuẩn và nấm, bao gồm cả Aspergillus. Do đó mà những người bị nhiễm virus nặng có thể nhiễm Aspergillus xâm lấn. Virus và Aspergillus phối hợp làm cho lâm sàng nặng hơn, đặc biệt là những người bệnh có ARDS. Và nhiều bệnh nhân cũng không thể phân biệt được có phải là do nấm hay không. Do đó chẩn đoán thường bị bỏ sót và tăng cái nguy cơ tử vong. Các cái nghiên cứu cho thấy là khoảng 19% bệnh nhân nhập viện ICU với cúm nặng, kể cả những bệnh nhân mà không có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn khác, thì cái nhiễm nấm Aspergillus phổi gặp với tỷ lệ là khoảng 14%. Và sau đây thì tôi xin gọi tắt là IPA, tức là nhiễm nấm phổi xâm lấn. IPA thì liên quan đến cúm, được chẩn đoán ở vào thời điểm trung bình là khoảng 3 ngày sau khi nhập ICU và có liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong. Những cái viêm phổi nặng do các virus khác cũng có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc IPA. Và trong một nghiên cứu trên 108 bệnh nhân COVID-19 nặng mắc ARDS thì tỷ lệ tử vong trong 30 ngày ở những cái bệnh nhân có viêm phổi và có nhiễm nấm Aspergillus thì cao hơn so với những bệnh nhân không có nhiễm Aspergillus là 44% so với 19%. Về dịch tễ học của nấm Aspergillus phổi xâm lấn ở bệnh nhân hồi sức hô hấp thì cũng không thực sự là có nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên là có một số các nghiên cứu như là một cái nghiên cứu quan sát được thực hiện ở 30 ICU ở 8 quốc gia, gồm các bệnh nhân có nuôi cấy Aspergillus dương tính trong thời gian ở ICU. Tổng cộng là có 563 bệnh nhân đã được thu nhận, thì 203 người được chẩn đoán là nhiễm Aspergillus xâm lấn nhiều khả năng, tức là hay còn gọi là giả định là chiếm khoảng 36%. 94 người được chẩn đoán xác định là nhiễm Aspergillus xâm lấn là 17%. Và cái tỷ lệ tử vong ở những cái người mà có nhiễm nấm xâm lấn giả định là 67%, trong khi đó 79% là tử vong ở người đã được xác định là nhiễm nấm xâm lấn. Và trong số những cái đối tượng này thì người ta thấy là phổi là nơi nhiễm trùng thường xuyên nhất, gặp tới 94%, và Aspergillus fumigatus là loài phổ biến nhất, chiếm 92%. Các cái yếu tố nguy cơ nhiễm Aspergillus xâm lấn thì ở đây sẽ có 3 nhóm. Thứ nhất là nhóm nguy cơ cao, đấy là những nhóm mà có giảm bạch cầu trung tính dưới 500 và kéo dài trên 10 ngày. Cấy ghép tế bào gốc đồng loài, những đối tượng sử dụng steroid kéo dài trên 0,3mg trên 1kg ngày và kéo dài trên 3 tuần. Điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch tế bào T, hoặc là những người mà có suy giảm miễn dịch nặng do di truyền, ví dụ như là các bệnh lý u hạt mạn tính hay là nhiễm virus nặng như cúm A, H5N1, COVID-19, v.v. Nhóm nguy cơ trung bình là những nhóm mà có giảm bạch cầu trung tính dưới 10 ngày, sử dụng steroid dưới 0,3mg trên kg ngày, COPD, sơ gan, có mắc các bệnh ác tính được điều trị bằng hóa trị độc tế bào, ghép phổi, ghép ruột non, ghép tế bào gốc tự thân,
hoặc là AIDS ở giai đoạn nặng. Nhóm nguy cơ thấp là nhóm có các cái ghép tạng đặc, ví dụ tim, gan, thận, sử dụng steroid ngắn hạn dưới 7 ngày, thời gian lưu trú ICU kéo dài, có bệnh tiểu đường, suy thận, thận nhân tạo chu kỳ, suy dinh dưỡng, nghiện rượu. Phần lớn ở những cái bệnh nhân có hồi sức hô hấp thì nhiễm nấm xâm lấn thường là những cái bệnh nhân mà không có cái tình trạng suy giảm miễn dịch nặng. Tuy nhiên ở những bệnh nhân này qua các nghiên cứu thì đều thấy là họ có những cái bệnh đồng mắc, ví dụ COPD, suy thận, xơ gan hay là lạm dụng rượu bia, vân vân, thì họ cũng có những cái yếu tố như nguy cơ như vậy. Về mặt triệu chứng lâm sàng của nấm phổi xâm lấn thì thường là không đặc hiệu và đặc biệt là cũng khó để mà đánh giá ở những cái bệnh nhân mà có hồi sức hô hấp. Có một số các cái triệu chứng mà có thể định hướng cho chẩn đoán, ví dụ như là sốt không đáp ứng với kháng sinh, tức là sốt trên 3 ngày dù đã điều trị kháng sinh thích hợp, sốt tái phát sau khi đã hết sốt 48 giờ, hoặc là sốt không thuyên giảm mặc dù vẫn đang điều trị kháng sinh thích hợp, và hoặc không có một cái ổ nhiễm trùng rõ ràng nào khác. Có thể là có đau ngực kiểu đau màng phổi, hoặc là nghe phổi thì có tiếng cọ màng phổi. Có thể có ho ra máu, số lượng ít, hoặc cũng có thể là có ho ra máu nặng. Thường thì nhiễm nấm xâm lấn phổi là một trong những nguyên nhân gây ho máu phổ biến nhất, và có thể do là liên quan đến cái sự hoại tử hang hóa ở phổi. Rồi những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng suy hô hấp tiến triển mặc dù đã được can thiệp thích hợp. Vậy thì với những cái triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như vậy thì các cái xét nghiệm cận lâm sàng nào giúp cho hỗ trợ cái chẩn đoán Aspergillus phổi xâm lấn? Trước hết là về mặt chẩn đoán hình ảnh, đó là X-quang và phim chụp cắt lớp vi tính. Thông thường thì ở những cái bệnh nhân mà có cái tổn thương nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn đặc hiệu thì sẽ có các cái tổn thương đông đặc phế nang, và chúng ta sẽ thấy các cái quầng sáng ở xung quanh gọi là halocyte ở những cái ngày đầu của khi mới mắc bệnh, và hoặc là các cái tổn thương dạng kiểu hình tam giác kiểu như đông đặc phế nang trong viêm phổi với đáy là tựa màng phổi và đỉnh thì quay vào trong. Sau đó thì những thời gian muộn hơn, những ngày tiếp theo thì có thể xuất hiện các cái dấu hiệu liềm hơi lúc mà tổn thương đã bắt đầu đã hoại tử. Và nếu như bệnh nhân có thể chiến thắng được cái Aspergillus này thì cuối cùng sẽ có cái tổn thương dạng kén khí hoặc là dạng hang, đó là ở những cái giai đoạn cuối của khi mà bệnh đã khỏi. Tuy nhiên ở những bệnh nhân hồi sức hô hấp hay những bệnh nhân nói cách khác là những bệnh nhân viêm phổi nặng thì tổn thương thường là lan tỏa cả hai phổi. Ở đây là chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của ba cái phim của một bệnh nhân ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Lúc đầu là một cái viêm phổi, sau đó thì nhiễm Acinetobacter baumannii và cuối cùng thì là nhiễm thêm Aspergillus fumigatus. Chúng ta thấy tổn thương phổi là tổn thương dạng đông đặc phế nang, đám mờ lan tỏa cả hai phổi kèm theo các cái tổn thương phổi kẽ. Điều này thể hiện rất rõ ở đây trên cái hình ảnh CT của một bệnh nhân COVID-19 nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn. Chúng ta thấy các cái tổn thương rất là đa dạng, từ tràn dịch màng phổi, hình ảnh kính mờ, hình ảnh lưới nốt, rồi các cái hình ảnh đông đặc cũng như là các cái hình ảnh tổ ong, vân vân. Nhìn chung là các cái tổn thương sẽ không đặc hiệu cho cái tổn thương của Aspergillus xâm lấn, do đó cũng chỉ là những cái dấu hiệu có thể giúp cho chúng ta là hỗ trợ thêm trong cái chẩn đoán. Ở những nơi có điều kiện và khi mà điều kiện bệnh nhân cho phép thì chúng ta nên tiến hành soi phế quản cho người bệnh. Vì khi soi phế quản thì chúng ta có thể tìm kiếm được các cái dấu hiệu, ví dụ như là các cái vết loét ở niêm mạc phế quản. Các cái nặng hơn, chúng ta thấy những cái đám giả mạc trắng hay là những cái vết loét sâu. Và với cái việc nội soi phế quản này cũng có thể là chỉ là hình ảnh sung huyết mà không có các cái tổn thương giả mạc hay loét giống như hình ảnh trên đây. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy được các cái dịch để mà soi tươi hay là cấy, rồi làm các cái phản ứng ELISA để chẩn đoán nấm, và đồng thời là khi có tổn thương thì chúng ta sinh thiết để làm mô bệnh học. Đây là hình ảnh các mô bệnh học của nấm phổi Aspergillus xâm nhập. Ở đây chúng ta sẽ thấy ở cái hình A là các cái sợi nấm, hình B là chúng ta nhìn thấy cái đầu nấm,
và hình C là nhìn thấy nguyên một sợi nấm, và hình D là chúng ta thấy các cái tổn thương viêm không đặc hiệu, bao gồm là sự lấp đầy phế nang bởi các cái bạch cầu đa nhân, và hình E là chúng ta sẽ thấy là có các cái fibrin lấp một phần trong mạch máu, và cuối cùng thì là hình F là các cái dị sản biểu mô, là những tổn thương về mặt giải phẫu bệnh ở trong nấm xâm lấn. Để tìm sợi nấm thì người ta có thể soi trực tiếp các cái bệnh phẩm lấy từ đường hô hấp, các bệnh phẩm sinh thiết, và đồng thời là nuôi cấy tìm nấm nhuộm bằng glomori metenamin hoặc là PAS để mà soi quan sát dưới kính hiển vi, hoặc là cấy bệnh phẩm vô trùng giống như là mô sinh thiết, dịch màng phổi, dịch não tủy nếu mà dương tính với nấm là tiêu chuẩn chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn. Cấy đờm, dịch rửa phế quan, quản phế nang và các mẫu không vô trùng khác để tìm Aspergillus thì cần phải thực hiện đủ trên 3 môi trường trong nhiệt độ là 30 đến 37 độ C trong 72 giờ. Khi có kết quả dương tính đồng thời kèm với một kết quả khác như galactomanan soi trực tiếp dương tính giúp xác nhận được sự hiện diện của nấm và có giá trị chẩn đoán xác định. Ngoài ra thì các xét nghiệm về mặt huyết thanh học, đó là phát hiện các kháng nguyên của nấm như là kháng nguyên beta D glucan, nó là một polysaccharide hiện diện trên thành tế bào nấm và nó cho kết quả dương tính sớm ở 10 ngày trước khi mà chúng ta có chẩn đoán lâm sàng nhiễm trùng. Nhưng nó có những cái hạn chế, đó là có thể có dương tính giả khi mà có nhiễm trùng máu và có vi khuẩn gram dương, hoặc là nó không phát hiện được những loại nấm mà không chứa glucan, ví dụ như Cryptococcus, ví dụ Zygomycetes, v.v. Xét nghiệm tìm kháng nguyên galactomanan cũng là một cái polysaccharide trên thành của tế bào nấm Aspergillus. Và ở đây là cái ELISA sandwich kép được sử dụng để phát hiện galactomanan trong huyết thanh, là xét nghiệm đã được FDA phê duyệt với cái mức là 0,5 nanogram trên ml. Galactomanan huyết thanh thì có thể được phát hiện sớm, giúp chẩn đoán sớm. Nó cũng có thể giúp đánh giá sự tiến triển của bệnh trong quá trình điều trị nếu như mà chúng ta có kết quả galactomanan nối tiếp. Xét nghiệm tiếp theo hỗ trợ chẩn đoán đó là về sinh học phân tử, phát hiện ADN của nấm. Các kỹ thuật thường dùng là PISA, nested PISA hay là real-time PISA. Thì PISA Aspergillus trước đây kỹ thuật chưa hoàn thiện thì nó cái độ nhạy và độ đặc hiệu không cao. Tuy nhiên ngày nay thì với kỹ thuật hiện đại, PISA Aspergillus dương tính 2 lần thì giúp chẩn đoán xác định. PISA được thực hiện trên các mẫu máu toàn phần hoặc huyết tương, dịch rửa phế quản phế nang, dịch não tủy, nước tiểu, mẫu mô thì ít có bằng chứng hơn. Một cái phân tích gộp thì cho thấy là xét nghiệm PISA Aspergillus của dịch rửa phế quản phế nang rất hữu ích về mặt lâm sàng và độ đặc hiệu cao hơn đáng kể so với lại xét nghiệm galactomanan ở trong dịch rửa phế quản phế nang. Vấn đề chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn dựa trên các bằng chứng thì như thế nào? Để mà chẩn đoán thì phải có sự phối hợp của các yếu tố vật chủ hay là còn gọi là yếu tố nguy cơ, các dấu hiệu lâm sàng bao gồm các triệu chứng nhiễm trùng, các cái tổn thương về mặt chẩn đoán hình ảnh hay là hình ảnh nội soi, các bằng chứng về mặt vi sinh qua soi trực tiếp, nuôi cấy, các cái kháng nguyên của nấm hoặc là sinh học phân tử PISA và mô bệnh học giúp cho cái chẩn đoán nấm. Và với những cái sự phối hợp của các cái yếu tố như vậy thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán nấm xâm lấn của hội kháng nấm ở những người bệnh ung thư của châu Âu, và chúng tôi cũng đã vận dụng cái tiêu chuẩn này trong cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nấm xâm lấn mà Bộ Y tế đã ban hành, thì nó sẽ có ba cái chẩn đoán. Thứ nhất là chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn khi mà có yếu tố về mặt mô bệnh học hoặc là cấy bệnh phẩm vô khuẩn dương tính phối hợp với lại triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Chẩn đoán thứ hai là nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn, đó là bao gồm có yếu tố nguy cơ, có tiêu chuẩn lâm sàng và có xét nghiệm huyết thanh hoặc là PISA dương tính. Và cái chẩn đoán thứ ba đó là có thể nhiễm nấm xâm lấn, đó là có yếu tố nguy cơ, có tiêu chuẩn lâm sàng, đó là bao gồm triệu chứng lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Như vậy thì với cái
Các cái tiêu chí như vậy thì cái sơ đồ chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn sẽ là như sau. Những cái người bệnh mà có các cái yếu tố nguy cơ, suy giảm miễn dịch, rồi ghép tạng, rồi COPD, đáy tháo đường, xơ gan vân vân mà có biểu hiện lâm sàng hoặc có các tổn thương trên chẩn đoán hình ảnh nghi ngờ. Và nếu mà vi sinh nuôi cấy bệnh phẩm vô khuẩn mà dương tính thì chúng ta chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn, hoặc là giải phẫu bệnh sinh thiết mảnh mô phổi mà dương tính thì chúng ta cũng chẩn đoán chắc chắn. Trong trường hợp mà vi sinh và giải phẫu bệnh không có mà các cái phản ứng huyết thanh hoặc là xét nghiệm nhuộm soi hoặc là nuôi cấy những mẫu bệnh phẩm không phải là bệnh phẩm vô trùng thì dương tính thì chúng ta chẩn đoán là nhiều khả năng nhiễm Aspergillus xâm lấn. Còn lại những cái trường hợp còn lại là có thể hoặc là có khả năng nhiễm Aspergillus xâm lấn. Ngoài ra ở ICU thì còn một cái tiêu chuẩn để mà chẩn đoán nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn được gọi là ASPICU. Thì về chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm thì cũng sẽ theo tiêu chuẩn của đồng thuận ở châu Âu về nấm và ung thư năm 2008. Và cái chẩn đoán có khả năng nhiễm nấm theo tiêu chuẩn ASPICU thì cái tiêu chuẩn đầu vào đấy là nuôi cấy bệnh phẩm đường hô hấp dương tính với Aspergillus. Sau đó thì bệnh nhân sẽ có các cái tiêu chuẩn như sau, có một trong các cái triệu chứng về lâm sàng phù hợp như là sốt ít nhất là 3 ngày không giảm dù đã điều trị kháng sinh thích hợp. Sốt lại sau một thời gian không sốt, ít nhất là 48 giờ, trong khi vẫn dùng kháng sinh và không có nguyên nhân gây sốt khác. Rồi có đau, kiểu đau màng phổi, có tiếng cọ màng phổi, khó thở, ho ra máu hoặc là hô hấp ngày càng kém hiệu quả, mặc dù vẫn điều trị kháng sinh và hỗ trợ thích hợp. Về có bất thường trên chẩn đoán hình ảnh X-quang cắt lớp phổi và tiêu chuẩn thứ tư là hoặc là 4A hoặc là 4B, đó là có yếu tố nguy cơ của vật chủ và hoặc là có nuôi cấy bán định lượng về dịch rửa phế quản phế nang dương tính với Aspergillus kèm theo mà không có cái vi khuẩn tăng sinh kèm theo mà tế bào học thì có hình ảnh của sợi nấm. Ngoài ra thì ở trên bệnh nhân COPD mà nhập viện ở ICU hoặc là phải hồi sức hô hấp thì có thêm cái tiêu chuẩn Bulba sửa đổi. Đấy là tiêu chuẩn chẩn đoán có khả năng nhiễm Aspergillus xâm lấn, bao gồm sẽ có yếu tố vật chủ, đấy là đồng thời có về chức năng phổi gôn 4, gôn 3, gôn 4, dùng steroid toàn thân hoặc là dùng ICET đừng hít ít nhất là trong 3 tháng, có dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng phù hợp, có bất thường về chẩn đoán hình ảnh và có một trong số các cái bằng chứng về nấm như soi tươi hoặc là cấy, test galactomanan hoặc là test galactomanan dương tính với huyết thanh và dương tính với dịch rửa phế quản phế nang. Sau khi mà chúng ta đã chẩn đoán rồi thì cái vấn đề chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Thì cái nguyên tắc điều trị đó là khởi trị sớm ngay khi có chẩn đoán. Thời gian điều trị là từ 6 đến 12 tuần và có thể điều trị dài hơn, phụ thuộc vào mức độ và thời gian ức chế miễn dịch. Các cái phụ thuộc vào cơ quan bị nhiễm nấm và phụ thuộc vào cái bằng chứng về cải thiện bệnh trên lâm sàng cũng như là chẩn đoán hình ảnh. Xem xét điều trị phối hợp khi nghi ngờ kháng trị với các thuốc tiêu chuẩn. Điều trị ngoại khoa thì thường hiếm khi có chỉ định, tuy nhiên là có thể chỉ định trong các trường hợp như là ho máu nặng, tổn thương gần mạch máu lớn, hoại tử nhiều, vân vân. Cần phải giảm liều hoặc loại bỏ hoàn toàn các thuốc ức chế miễn dịch nếu có thể. Và ở bệnh nhân giảm bạch cầu trung tính thì có thể xem xét dùng các yếu tố để kích thích dòng bạch cầu. Các thuốc kháng nấm thì chúng ta sẽ có 4 nhóm, nhóm azole, nhóm polien, nhóm echinocandin và 5-fluoxytosin. Đối với nhóm 5-fluoxytosin thì ở Việt Nam hiện nay là chúng ta chưa có. Nhóm azole thì các cái đại diện để mà lựa chọn trong nhiễm nấm Aspergillus đó là voriconazole hoặc là isavuconazole. Tuy nhiên là isavuconazole thì Việt Nam chúng ta cũng chưa có. Đối với nhóm polien thì là nhóm amphotericin B. Amphotericin B tiêu chuẩn hay còn gọi là amphotericin B desoxycholate, liposomal amphotericin B hoặc là amphotericin B phức hợp lipid. Nhóm echinocandin thì là có caspofungin, micafungin và anidulafungin.
thị trường hiện nay chúng ta chỉ có là Caspofungin. Thuốc kháng nấm nhóm triazole lựa chọn ưu tiên đó là voriconazole, có tác dụng kìm nấm bằng cách ức chế cytochrome P450 và không nên sử dụng đồng thời với các thuốc là cơ chất của cytochrome 3A4 đồng thời vì có nguy cơ kéo dài khoảng QT, ví dụ như tecfenadine, acetamizole hay là pimozid hoặc quinidine. Cũng không nên dùng kèm với rifampicin, carbamazepine, phenobarbital, vân vân. Đối với thuốc kháng nấm nhóm polyen, đó là các amphotericin B, thì chúng ta sẽ có amphotericin B tiêu chuẩn là đối với amphotericin B tiêu chuẩn thì khá là độc với nấm, thời gian điều trị thì dài, thường là phải truyền trong 40 ngày để được tổng liều là 2 gram. Amphotericin B liposomal thì Việt Nam chúng ta cũng chưa có. Hiện nay chúng ta có amphotericin B phức hợp lipid là Ampholip, thì nó có cấu trúc lipid kép bao bọc amphotericin B, có ái lực với ergosterol của màng tế bào nấm cao hơn so với cholesterol của màng tế bào người. Và nó có cái nồng độ cao tại các mô đích so với amphotericin B dạng tiêu chuẩn. Ở tại phổi là gấp 17 lần, tại lách là gấp 9 lần. Và nó giảm độc tính trên màng tế bào người so với lại amphotericin B tiêu chuẩn, giảm độc tính trên thận cũng như là các tác dụng phục vụ khác như nôn, ói, sốt, ớn lạnh, vân vân. Các thuốc kháng nấm nhóm echinocandin. Echinocandin thì ức chế tổng hợp beta-D-glucan, thành phần thiết yếu trong cái tế bào của một số loài nấm. Điều trị nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở những bệnh nhân kháng trị hoặc không dung nạp với amphotericin B hoặc là với các azon khác thì echinocandin sẽ được chỉ định, đồng thời là được chỉ định trong các cái trường hợp điều trị phối hợp thuốc kháng nấm. Hiện nay trên thị trường chúng ta chỉ có là Caspofungin, biệt dược là Candidat, có tác dụng ngăn ngừa các biofilm của nấm và nó hấp thu được qua đường tiêu hóa thấp nên là thường được sử dụng qua đường tĩnh mạch. Về điều trị cụ thể thì chúng ta sẽ tùy theo cái chẩn đoán mà chúng ta sẽ có điều trị. Điều trị đặc hiệu tức là điều trị mục tiêu khi mà chúng ta đã khẳng định được có nấm Aspergillus phổi xâm lấn. Thì đối với những nhóm bệnh nhân mà không giảm bạch cầu hạt, không ghép tế bào gốc tạo máu thì cái lựa chọn ưu tiên đó là voriconazole hoặc là isavuconazole và lựa chọn thay thế là amphotericin B liposomal hoặc là echinocandin, đó là Caspofungin. Đối với những cái nhóm bệnh nhân ghép tế bào gốc tạo máu khác loài nhưng không có giảm bạch cầu hạt hoặc là có giảm bạch cầu hạt và các cái nhóm khác thì cái lựa chọn với cái mức độ ưu tiên giảm dần đó là voriconazole, tiếp đến là amphotericin B liposomal hoặc là Caspofungin hoặc là amphotericin B phức hợp lipid với cái thứ tự ưu tiên giảm dần. Điều trị tiếp theo đó là điều trị theo kinh nghiệm. Điều trị theo kinh nghiệm thì chỉ định khi là chẩn đoán nhiều khả năng hoặc chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn. Điều trị theo kinh nghiệm thì giúp đáp ứng tiêu chí điều trị sớm, do đó mà khả năng thành công điều trị và dễ áp dụng cho các quần thể bệnh nhân đặc thù hoặc các bệnh nhân có nguy cơ nhiễm Aspergillus phổi xâm lấn cao hoặc cả các trường hợp sốt với định hướng nhiễm nấm Aspergillus. Đối với những bệnh nhân có sốt, có tổn thương phổi mà đã làm xét nghiệm loại trừ nguyên nhân khác như là do lao hay do các bệnh lý khác, không đáp ứng được với điều trị kháng sinh ở một số nhóm bệnh nhân chọn lọc dưới đây như là có thâm nhiễm mới và hoặc có tổn thương tắc mạch hoặc tổn thương ăn mòn mạch máu, có ho ra máu, không có các bệnh lý ác tính nhưng lại nằm trong khoa có mật độ bào tử nấm trên 25 CFU trên 1 mét khối, ghép tạng đặc như là gan, thận, phổi, có ung thư hoặc là điều trị corticosteroid trên 3 tuần hoặc các thuốc ức chế miễn dịch, lạm dụng rượu hoặc là COPD, các bệnh phổi cấu trúc ví dụ như giãn phế quản, xơ gan, nằm tại khoa hồi sức quá 7 ngày, suy gan hoặc là viêm phổi do virus cúm. Những bệnh nhân có ARDS tiến triển đang điều trị tại khoa hồi sức như bỏng nặng, phẫu thuật tiêu hóa phức tạp hoặc là có các cái biến chứng rồi suy dinh dưỡng thì cái thuốc kháng nấm đầu tay là voriconazole và thuốc điều trị thay thế là amphotericin B. Đối với
việc điều trị kháng nấm ở những nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. Thứ nhất là nhóm bệnh nhân mà không có bệnh về tế bào máu ác tính thì thuốc điều trị đó là lựa chọn đó là caspofungin, amvotericin B, liposomal hoặc là amvotericin B phức hợp lipid hoặc là voriconazole hoặc là itraconazole truyền tĩnh mạch. Đối với nhóm bệnh nhân mắc bệnh tế bào máu ác tính thì bệnh nhân mắc trong một số các bệnh như là bệnh bạch cầu cấp, ghép thủy đồng loài, rối loạn sinh tỷ có bạch cầu trung tính dưới 500 kéo dài trên 7 ngày thì các cái thuốc đó là posaconazole hoặc là amvotericin B liposomal hoặc là voriconazole, đấy là những cái lựa chọn trong cái điều trị đối với những cái nhóm đó. Một cái điều trị nữa đó là điều trị cứu cánh. Điều trị cứu cánh thì được chỉ định khi tình trạng người bệnh tiến triển xấu đi trong khi mà vẫn đang điều trị thuốc kháng nấm. Tuy nhiên là trước khi kết luận do thuốc kháng nấm không có hiệu quả thì cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng tổng thể các cái yếu tố liên quan, ví dụ như mức độ nặng của bệnh, tốc độ và sự lan rộng của tình trạng nhiễm khuẩn, các bệnh lý phối hợp nhằm mục đích loại trừ tiến triển xấu của bệnh là do các cái căn nguyên mới khác chứ không phải là do nấm. Và chiến lược điều trị cứu cánh thì sẽ bao gồm một là thay đổi các thuốc kháng nấm thuộc các nhóm khác nhau nhưng có tác dụng với nấm aspergillus, điều chỉnh hoặc đảo ngược tình trạng ức chế miễn dịch nếu có thể, phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong các trường hợp có chỉ định. Tóm lại thì nhiễm nấm aspergillus phổi xâm lấn ở bệnh nhân hồi sức hô hấp nói riêng và ở những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch nói chung thì thường triệu chứng lâm sàng là không đặc hiệu, do đó rất là khó chẩn đoán, đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các yếu tố nguy cơ, các triệu chứng lâm sàng, các cái xét nghiệm để tìm bằng chứng về sự hiện diện của nấm. Điều trị thì cần được bắt đầu sớm ngay khi có chẩn đoán nấm xâm lấn được đặt ra. Hiện nay thì voriconazole đang là lựa chọn hàng đầu trong cái điều trị nấm aspergillus phổi xâm lấn. Tuy nhiên là voriconazole thì cũng chưa được, đặc biệt là dạng tiêm truyền thì chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Do đó, những cái lựa chọn thay thế khác mà chúng ta có đó là amvotericin B, các echinocandin hoặc là itraconazole. Chúng ta cũng cần phải hạn chế tối thiểu các cái tác động thúc đẩy tình trạng suy giảm miễn dịch, ví dụ như sử dụng hóa chất, các thuốc ức chế miễn dịch ở những bệnh nhân ghép hoặc là các cái bệnh nhân mà cần phải điều trị, vân vân. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.